Thưa quý vị, vào tối qua ngày 18 tháng 8, thành phố Cần Thơ tổ chức trực tuyến đến tận cấp xã, tổng kết phương án thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Dự điểm cầu thành ủy và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố có đồng chí Trần Diệu Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng chí Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Tổ trưởng Tổ công tác thuộc Bộ Y tế. Phương án thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Cần Thơ được triển khai từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8. Một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức xét nghiệm nhanh với 3 đợt, qua đó ghi nhận 387 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, 204 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Trong chiến dịch xét nghiệm mang tính tổng lực này, thành phố cũng ghi nhận 211 trường hợp bệnh COVID-19 trong các khu cách ly tập trung. Công tác tổ chức đưa đi cách ly, điều trị F0, cách ly tập trung F1, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với F2 được thực hiện đồng bộ, đảm bảo kế hoạch. Thành phố cũng nỗ lực thực hiện các biện pháp đảm bảo cơ bản nhu cầu đời sống thiết yếu của nhân dân. Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn hệ thống, đặc biệt là tuyến đầu trong việc thực hiện 3 vòng sàng lọc trong 9 ngày qua. Đánh giá cao sự chủ động của các quận, huyện và nhấn mạnh đây là một trong những định hướng chủ trương hết sức quan trọng của Thành ủy ngay từ những ngày đầu của công tác chống dịch COVID-19. Đồng thời khẳng định một lần nữa về chủ trương trong phòng chống dịch bệnh là phải áp dụng phương châm 4 tại chỗ đối với các địa phương đơn vị. Thống nhất với các khuyến nghị của tổ công tác thuộc Bộ Y tế và nhóm hỗ trợ đến từ Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bí thư Thành ủy còn có những chỉ đạo cụ thể đi vào chiều sâu để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp thu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Diệu Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh việc thực hiện phương án về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, trong đó có chiến dịch xét nghiệm diện rộng là quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp. Qua đó tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể theo hướng toàn diện, nỗ lực để thành phố không xuất hiện thêm ca bệnh COVID-19, sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới.